Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết Hà Nội sáng nay ngày 16 tháng 7 của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng ngày hôm qua, thủ đô Hà Nội trời phổ biến đôi lúc có mưa, sau đó càng về chiều và đêm, mưa giảm dần do ảnh hưởng của rìa xa phía tây bắc hoàn lưu cơn bão số 2 tác động. Do đó mà nhiệt độ ngày hôm qua phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Đến đêm nhiệt độ vẫn phổ biến dao động trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ. Sang đến ngày hôm nay, bầu trời Hà Nội vẫn chủ yếu là nhiều mây không mưa, thời tiết âm u và mức nhiệt cao nhất trưa chiều giảm nhẹ khoảng 1 độ, phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 31 độ. Tuy nhiên, trạng thái thời tiết này sẽ nhanh chóng thay đổi khi từ chiều nay bão số 2 tiến vào gần bờ và ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến thời tiết của toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Càng về tối và đêm, lượng mưa và diện mưa đều tăng lên, thậm chí có thể đạt mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông còn xuất hiện gió giật và tố lốc, do vậy mà người dân cần hết sức lưu ý. Nền nhiệt thấp nhất vào thời điểm ban đêm sẽ giảm nhanh xuống trong khoảng từ 25 cho đến 26 độ. Thưa quý vị, như vậy là bão số 2 vẫn đang giữ hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ là từ 15 cho đến 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển vào đất liền khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh. Lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng của bão số 2 nên trong ngày mai, mưa dông xuất hiện với chiều hướng gia tăng về cường độ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng tại thủ đô Hà Nội, mưa vừa mưa to tiếp tục xuất hiện, khả năng ngập úng cục bộ tại một số địa phương là rất cao. Tiết trời mát mẻ với mức nhiệt cao nhất sẽ không vượt quá ngưỡng 30 độ. Tuy nhiên, trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ, bão số 2 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và sau là vùng áp thấp trên khu vực ở phía Tây Bắc của nước Lào. Lúc này thì sự ảnh hưởng của nó đến thời tiết sẽ không còn mạnh mẽ như trước. Tuy nhiên, trong vài ba ngày tới, khả năng gió đông nam sau bão sẽ duy trì hoạt động, do vậy mà mưa vẫn còn xuất hiện trên khu vực Hà Nội và các vùng lân cận. Tuy nhiên, cường độ mưa giảm dần và nắng cũng có khả năng xuất hiện yếu khiến cho nền nhiệt tăng nhẹ. Thưa quý vị, theo nhận định từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7, khu vực miền núi ở phía Bắc tiếp tục xảy ra đợt mưa lớn. Trong khi đó, mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình hiện nay đã xấp xỉ mực nước phải điều hành và có thể phải xả lũ trong những ngày tới. Trong khi đó, Hà Nội hiện có số lượng lớn dân cư sinh sống ngoài đê, cùng với đó là rất nhiều tài sản trên lòng sông, bãi sông. Nếu tính toán không kỹ lưỡng về thời gian và cao trình mở cửa xả đáy hồ Thủy Điện Hòa Bình, thì sẽ gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhân dân. Nhất là hiện nay, nhiều người dân còn tâm lý chủ quan trong ứng phó với thiên tai. Vì vậy, nếu xảy ra tình trạng mở cửa đáy hồ Thủy Điện Hòa Bình Sơn La, Ban Chỉ, đạo cần thông báo ít nhất là trước 2 giờ để các địa phương triển khai giải pháp ứng phó, nên xả từng cửa để cảnh báo, không nên mở cửa đồng loạt nhiều cửa, không nên dự kiến xả nhưng không xả và ngược lại, tránh tạo nên tâm lý chủ quan trong nhân dân. Các địa phương cần đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền để chính quyền và người dân không chủ quan, chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai khi hồ thủy điện mở cửa xả đáy. Về phía người dân cần phối hợp chặt chẽ và nâng cao tinh thần tự giác của mình trước việc ứng phó với mưa lũ. Khi có hiệu lệnh cần di dời nhanh chóng đến nơi an toàn. Để đảm bảo về tài sản, người dân có thể chuẩn bị các phương án đóng gói đồ đạc hợp lý để khi di dời không bị mất quá nhiều thời gian cho việc bảo vệ tài sản cá nhân. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây nhiều mây, có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2 cho đến cấp 3, nền nhiệt thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ, cao nhất từ 28 cho đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 87%. Khu vực Phúc Thọ, Trường Mỹ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 3, nền nhiệt thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ, cao nhất từ 28 cho đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 88%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức nhiều mây, có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2 cho đến cấp 3, nền nhiệt thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ, cao nhất từ 28 cho đến 30 độ và độ ẩm trung bình từ 80 đến 87%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, gió đông bắc cấp 3, nền nhiệt thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ, cao nhất từ 28 cho đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 89%.
Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 3, nền nhiệt thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ, cao nhất từ 28 cho đến 30 độ và độ ẩm trung bình từ 81 đến 90%.